đinh bấm này, đây không phải là đinh bấm mà là hai cái gì đấy. Hai cái gì đấy nó bấm vào đây phát, nó đục vào đây nó giả đinh bấm này. Đây, này, 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 này. Đấy. Thế thì nếu mà trường hợp mà nó dính vào tận đây, toàn bộ phần khoang hốc lại sơn lại thì vớ vẩn nó cắt mẹ đít đi rồi. Hello, em cứ xin chào các bác. Các bác biết em đang ở đâu không? Đấy, đẹp không? À, trước tiên thì rất xin lỗi các bác bởi vì hai hôm vừa rồi em không ra được video clip cho các bác bởi vì là bố mẹ của em ở Ý Yên Nam Định đến chơi. Và ngày hôm nay thì em đã đưa bố mẹ về đây rồi và hiện tại em đang đứng ở trên đất Đại Lộc thuộc Ý Yên Nam Định. Các bác nhìn đất ở vùng quê nó đẹp không? Màu xanh mướt đúng không? Đấy, các anh em nào kiểu như là ở trên thành phố nhìn thấy những cái cảnh như này thì cũng phải nói rằng mướt mắt mà nó mát cực kỳ luôn. Thì hôm nay em đưa bố mẹ em về đây và hiện tại thì em lại có một cái thông tin, thực ra thông tin này từ hôm qua. Đấy, là có một con Hyundai Accent ở trên Hà Nam thì tiện ở trên đường về, đưa bố mẹ về và em tiếp tục đi đưa bố mẹ về đây và vòng qua Hà Nam. Hà Nam nó lại giáp Hưng Yên. Thế cho nên là không đi qua đấy mà lấy xe đưa luôn được, em mới bảo Hùng đi luôn. Và Hùng thì đang đưa bố mẹ vào nhà. Đấy, đưa bố mẹ vào nhà, trong kia thì em đứng ở ngoài này để chuẩn bị coi như là Hùng ra đây một cái thì là em sẽ đi thẳng đến Hà Nam để xem và mua một con Hyundai Accent thuộc đời 2021. Những cái bác nào và anh em nào mà cần một con xe kiểu như là vừa đi gia đình vừa chạy dịch vụ với đời cao và tiết kiệm thì các bác có thể xem và mua con Hyundai Accent đời 2021 này nhá. Đấy, và bây giờ thì mời tất cả các bác và anh em đi cùng em lên tận đó xem tại nhà mua của bác chủ này cũng mua chủ thứ hai rồi nhưng xem cái chất xe nó như thế nào, có mua được hay không và giá thì trên 300 các bác nhá. Đấy, trên 300 đời 2021 luôn. Đấy, ok, xin em đang đợi em Hùng ra đã. Em Hùng đang vào trong kia lấy thêm một ít đồ nữa, thế là đang định để đánh xe trong kia. Em dừng lại để quay một cái video trước đã. Rồi, bây giờ thì em lên đường. Em Hùng em ra đây rồi. Em đang đi trên con Avante số sàn nhá, đời 2015. Ô, mở cửa đi em. Mở cửa đấy, nó nhốt mình ở ngoài luôn đấy. Rồi, đời 2015 đi trên con Avante này. Con này hôm trước em mua ở Phú Thọ các bạn. Về để mà chạy đi xa các thứ thì con này phải nói là tuyệt vời luôn. Khá là đẹp phải không các bạn? Một con xe hạng C mà bây giờ chỉ có hơn 200. Rồi đi khởi hành nè các bạn, 235 triệu. Rồi bố ở nhà đấy, con đi đây. Rồi đi đã các bạn. Từ Yên Chính bây giờ em di chuyển sang đây thuộc xã Yên Lợi rồi các bạn. Ở Yên thì rất nhiều Yên luôn. Yên Chính, Yên Lợi, Yên Phú, Yên gì nữa huyện. 21 huyện cơ. Gì mà nhiều thế? 21 xã. Huyện Ý Yên, 21 xã của một huyện. Toàn Yên hết các bạn. Nhưng mà không nhớ hết nó là Yên gì thôi. Đấy, đây đang vừa đọc là Yên gì quên rồi. Yên Lợi. Đây lại có những cái con mương này. Rất nhiều những con mương kiểu như này bởi vì là ở đây nó là thuộc cái vùng đồng bằng ấy. Đấy, dân sống thì phải có đường cái nước thải ra ngoài, thế thành ra là những cái con kênh nhỏ nhỏ này là trong mỗi một khu dân cư là gần như là phải có, nếu không có thì không có đường thoát ra các bạn. Nó vừa là phục vụ tưới tiêu cho nhân dân, vừa là thoát cái đường nước thải để mà người dân sử dụng ra thì mới có đường thoát, vì nó bằng mà nó không có cái lối để nó chảy, nên là mỗi một khu dân là gần như là đều phải có cái này hết. Ok, sau khi di chuyển khoảng 7 đến 10 cây thì em đã di chuyển sang đất của Hà Nam thuộc huyện Bình Lục. Úi giời, quả nhà xây ở khu tái định cư đẹp ghê. Đấy, thuộc đất Bình Lục của Hà Nam rồi và dự kiến là còn bao nhiêu km nữa nhỉ? 17. Còn 17 km nữa là em đến nơi. Ôi cái khu này tái định cư thoáng rồi thì rộng rãi các thứ hay phết đấy. Sắp đến rồi các bác ạ. Còn khoảng 2 cây nữa. Rẽ phải vào cái đường nhỏ nhỏ ở đây. Đây là thuộc về cái gì đây này? Xóm Rặng à? Xã Đức Lý. Ủy ban nhân dân xã Đức Lý à? Đây. Thời tiết bắt đầu nhá nhem tối rồi các bạn ạ. Bây giờ mới có 4 rưỡi nhưng mà ở miền Bắc này nó ảnh hưởng của gió mùa thì phải mới bị mưa. Như ở Thái Nguyên em mưa, nhưng ở dưới này không thấy mưa nhưng mà không thấy có mặt trời đâu. Thời tiết bắt đầu tối tối rồi. Đi vào một cái đường nhỏ nhỏ, đường làng. Các cháu cấp 1 đang đi học về và đi xe đạp luôn, có cháu thì đi bộ. Đây gần trường tiểu học gì đấy các bạn. Đây là thuộc về cái gì đây, cổng làng nhưng mà toàn chữ tàu đấy ạ. Sao cổng làng gì mà lại toàn chữ tàu ta? Việt Nam mình để chữ Việt Nam đi đúng không? Sao toàn chữ tàu ta?
hay gọi là chữ nho. Chữ mình gọi là chữ quốc ngữ. Đấy, chứng tỏ là cái làng này làng cổ là cái gì đấy. Ở đây học sinh này là học sinh cấp 1 rồi mà sao đi xe đạp nhiều thế nhỉ? Này, toàn những các cháu nhỏ xíu này đi xe đạp này, đi ra đường. Đường ngoài lớn chắc là bố mẹ không dám cho đi đâu, chứ đường nhỏ như này thì chắc là các cháu đi nhiều. Đấy. Rất nhỏ luôn, em nghĩ là học lớp 4, lớp 5 gì đấy. Ở thành phố bọn em thì nhỏ như này là bố mẹ vẫn phải đưa đón, thậm chí cấp 2 vẫn phải đưa đón. Đấy, phía xa xa có cháu bị ngã xe đạp kìa. Đi vẫn dàn hàng 3, hàng 4 ra ác lắm. Đây, có cháu này vừa bị ngã xe đạp xong đây. Rơi. Đấy, đâu không phải ngã. Đấy, đây. Đây, vừa quẹt vào cái xe của thằng cu này này trước. Anh nhìn thấy mà như camera nó không nhìn từ xa thôi. Sắp đến rồi. Đây là thuộc đất Hà Nam. Còn khoảng đâu là khoảng 5-70 mét nữa. Để em tháo cái dây an toàn ra. Rồi, họ thôi. Chắc anh nghĩ là cái nhà này. Đấy, bởi vì định vị đúng nhà này luôn. Đây. Hồng Quảng tạm thời đóng cửa. Rồi, bây giờ dừng lại đây đi. Đi lên trên này cho nó thoáng. Để anh gọi điện cái. À đây. Chào bác. Ủa? Cái này thì gọi bằng chú gì vậy? Trông vẫn trẻ thế này. Nên gọi bằng chú cũng ra được. Gọi bằng anh thôi, gọi ra tí là được. Rồi, thế là được rồi. Bác cái tắt máy rồi em ơi. Xem xe bao giờ xem đầu tiên là cái lốp. À, lốp này thay 2023 rồi, một đời lốp. Đời lốp này thì vẫn còn ngon nhé. Ta lông thiếu vẫn còn. Hả? Quả này của 2023 này. Có còn quả nào theo xe không? Chắc thay rồi, thay một đời rồi. Đây 2022 này. Chắc là một quả bị chém rồi là thay 2023. Nó chém lung tung thì thay thôi, chứ còn tôi về đây thì được có 6.000 cây. Cái gì lúc bác mua là đi có 6.000? Từ lúc về nhà đây được 6.000. À, bác đi thêm được 6.000 cây. Ừ. À. Chứ có đi đâu đâu. Chết. Thế nhưng mà bác mua lại là thì tháng mấy nhỉ? Tháng 7 âm. Tháng 7 âm năm ngoái à? Đúng rồi. À. Tháng đấy tháng cô hồn. À. Thế thì cái lúc đấy thì nói thật ra thì các bạn có tiền mua được. Cửa kêu to quá. Lúc bác cho em hỏi thì lúc bác mua là của showroom nào rồi? Hay là của đâu? Hay là người quen? À, lấy lại của... À. À, nhà các ông ấy. À. Nguồn gốc thì nó ở Yên Bái. Vâng. Thì cái chỗ này thì cái xe này nó mua thì nó bán cho tháng 7 thì khi nó rút hồ sơ ấy là nó đã rút được gần một tháng. À. Thì nó bảo thế bán lại. Thế sao đợt vừa rồi bác lại không gọi cho bán lại? Thích nó lướt đúng không? Bán thì mẹ mày... Cái câu chuyện thì buôn bán là có lỗ có lãi. Vâng. Nhưng mà tôi theo dõi cái xe này từ đầu, từ cái nguồn gốc cái xe này ông ở Yên Bái thì khi nó về mua luôn. Tôi bảo bây giờ thì ai buôn cũng như ông bây giờ bán cho người khác sang tay thì bình thường. Vâng. Lãi bán nhưng mà cái phong cách của nó là mình không thích nữa. À. Thế thôi. Tiền nào của đấy còn vâng. Không phải tôi cũng biết về xe thì còn tất nhiên thì cứ gọi là tiền nào của ấy chứ. Vâng. Cái của ông kém. À đấy ạ. Thôi em xin phép em ngó xe đi nhá. Vâng. Hôm qua ngồi có hai bố con ở nhà, còn vợ nó còn đi Tây Thiên. Thế là con gái là còn dùng Zalo đấy gì? Ừ. À đấy à? À con út à? Thế con lớn ạ? Ba đứa. Con lớn lấy chồng chưa? Chồng rồi. À đấy à? Thế thì lên ông rồi. Mua xe chủ yếu là đi cháu có, ông đi chơi. À. Giờ nó xong rồi thì. Vâng. Con này là được dọn lại rồi. Hùng ơi. Em nhấc cho anh cái tấm này ra nào. Nhấc hẳn cái tấm ra. Nhấc hẳn tấm ra.
Con này là được sơn dọn lại. Tại sao nó phải sơn dọn lại kỹ vào tận đây nhỉ? Nó phẩy cả sơn vào đây luôn này. Dọn lại cho nó mới. Đây là bị sơn lại, khoang này bị sơn lại rồi. À, khoang lại sơn này thì phải dọn hết, mở hết này ra nào. Chỗ này thì không sơn. Trong kia thì anh em nhìn đấy. Để em quay lại cái miếng mút cho anh xem, anh em xem. Đây, cái miếng mút của nó là vẫn còn còn nguyên trong kia. Đấy, nhưng mà em cần phải check lại nhé. Đấy, các bác đợi em một chút. Đây, cái này là chỉ để cái này thôi. Như vậy là bị bóc cái miếng mút đấy ra. Rồi, kiểm tra cho anh cái miếng mút bên đấy. Đấy, bị bóc ra đúng không? Đúng rồi. Bóc ra là để sơn. Ơi giời. Tại sao một con xe mới mà lại phải bóc hết đấy ra để mà sơn? Cần phải kiểm tra kỹ hơn nữa. Dọn này sao phải dọn sâu vào đấy nhỉ? À. Thấy gì không? Con này cần phải soi kỹ lại rồi. Cái đinh bấm này. Hả? Cái đinh bấm chỗ này khả năng bị bấm lại này. Đúng rồi. Bấm lại này. Mất một đoạn này. Đoạn trên nắp này này. Bên này bị này. Đây, cái đinh từ từ đây đến đây. Gầm con này bị phủ bóng lại do han này. Do han thì không nói chưa nói, nhưng mà han nhiều luôn. Đây này, cái vết này này, nó bấm xong nó lại lồi ra tí này. Này. Đây này. Cái chỗ này đây là này. Cái vết rõ, cái bên kia kìa, anh xem bên kia anh xem này. Cái chỗ này thì cái đoạn này là cái đinh không phải đinh của nó này. Nó này sơn là sơn tùm hết rồi. À, bấm cái lỗ đinh nó méo cái lỗ này, con này bị bấm lại rồi. Tháo cho anh cái dòng trước rồi nào, nhẹ nhàng thôi. Đấy, cái trên này nó đẹp này mà, nó khác rồi mà. Đấy, nó khác luôn này. Đấy, nhìn đinh bấm này. Đây, để tắt cái đèn này đi không nó lóa. Đây, quả đinh bấm nó thế này cơ mà. Đấy, như cái đinh bấm này nhá, quay cho các bác xem cái đinh bấm này này. Này, đinh bấm này, đây không phải là đinh bấm mà là hai cái gì đấy. Hai cái gì đấy nó bấm vào đây phát thì nó đục vào đây nó giả đinh bấm này. Đây. Này. Này, này, này. Đấy. Thế thì nếu mà trường hợp mà nó dính vào tận đây, toàn bộ phần khoang hốc lại sơn lại thì vớ vẩn nó cắt mẹ đít đi rồi. Vớ vẩn nó cắt mẹ đít đi rồi. Làm sao để nhìn được nhỉ? Vạch vạch cho anh này ra cái. Đúng. Cái chỗ bên trong này cũng làm lại hết rồi. Cứ vạch vạch cho. Kia phần kính đen các bác nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy không? Kính đấy là ra kính rồi xong làm và xong vào kính. Đấy. Thế nhưng mà chưa tìm thấy cái vết cắt nó chỗ nào thôi. Kính đấy là ra rồi xong lại vào, sơn lại hết. Lên cẩu lên gầm là khả năng sẽ xem là cái vết cắt này. Ở bên kia cái chỗ ấy nó cũng làm ấy lắm. Đâu xem nào. Đây. Và chỗ này nó có cái gân nhá. Chỗ này nó có cái gân nhá. Xem bên này nó có cái gân chỗ này này. Nhưng mà chỗ này nó mất cái gân rồi này. Đây cái đoạn đinh này đinh giả. Đúng rồi. Cái đoạn này nó mờ tịt luôn. Mất luôn rồi. Đây, chỗ này nó mất luôn. Nó phẳng phiu luôn đấy. Đinh này đinh giả luôn.
đinh bên này bấm không giống đinh bên kia. Vãi cả trường. Ôi giời. Cái đinh đằng trước nó còn nguyên. Nó còn cả cái gân đấy này. Đoạn gân này, cái đoạn dưới không làm được cái gân của nó đây này. Sang bên kia nhá, cả hai bên đều có gân. Đây cái gân này này em rồi. Đâu? Đây. Cái gân này này, ba cái đoạn gân này. Ừ, đấy mất rồi luôn. Bên nhá, nhưng chỗ này hai bên dưới chỗ này làm gì còn đâu. Thôi. Chỗ này nó phẳng hết. Ai da. Nghiên cứu kỹ cái xe này phát các bạn. Anh em thông cảm nhé. Tại sao mất công phủ gầm mà lại phủ đến đây thôi? Dưới này không phủ. Đấy, anh em nhìn thấy cái chỗ này là cái chỗ phủ gầm này. Đấy, thế nhưng mà đoạn từ đây trở xuống lại không có. Đấy, từ đây trở xuống không có này. Đoạn trên thì có hết này. Để em đóng cái cửa lại em nhìn kỹ hơn. Đây phủ gầm đây. Toàn bộ đây phủ gầm hết luôn. Đấy. Lùi dưới đây tí nữa. Quay có thể là các bác không nhìn được. Phủ gầm lại chỉ có một kia, mà từ đây trở xuống thì lại không. Đây trên này nó còn nguyên này. Như vậy là chưa tìm ra cái vết cắt nối nó ở đâu. Hả? Không ấy. Em cầm máy quay đây cho. Để anh bung đoạn này ra phát. Máy quay thì không nhìn thấy. Đoạn này không phải. Đúng đoạn này nhưng mà mình đã không tìm thấy cái đoạn nó cắt nó ở đâu. Nó đã bấm lại như thế là nó làm kỹ thật đấy. Làm kỹ, con này dọn kỹ đấy. Xem không biết là dính đòn ngay. Chỗ này có một cái vết ở đây. Để anh soi bên đấy xem anh xem vết đây rồi đây. Xem vết bên này. Đây chờ đây. Đây có đây. Đoạn này nó có một cái vết này nhưng mà bên trong vẫn còn bột trắng trắng. Đấy. Trong vẫn còn bột trắng trắng như vậy thì nó sẽ ăn từ đây đến đây. Chỗ này nó phun phủ gầm hết rồi. Đây đưa ra máy đã dọn thì nó sẽ kiểu thế là dọn hết. Đây chỗ này. Nếu mà anh cúi xuống dưới nhá, anh quay được cái đoạn có một cái thanh ở dưới này. Ừ. Nó gò lại hết, gò xong cái đoạn đấy nhưng kiểu nó gò sau ấy, nó không sơn được phủ gầm. À rồi hết. Đây. Bên dưới kia thì đây là phun phủ gầm. Đâu đoạn nào? Đây. Để máy soi vào xem này. À đây. Đấy. Đúng rồi, đây. Đây này. Nó bị méo rồi. Nó gò ra mà nó gò không thẳng. Nó toang vác vào đây rồi. Toang nặng luôn. Cái này em mượn cho anh cái tấm gì? Đây tấm này. Đẩy vào trong để anh vào anh nằm khác. Cầm anh cái nói. Đúng nghĩa tìm chuột. Nằm thẳng thẳng luôn. Từ đây trở ra rồi. Đây, tìm ra chỗ này rồi.
Ui dồi ôi, chật quá, này phải lên cầu. Cái này phải có cầu là soi là kỹ nhất, rõ nhất đấy. Nó làm kỹ lắm em ạ. Dọn kỹ mà. Có... sao này. Wow. Toàn bộ cái này là phủ cũng có chỗ không phủ. Bên đây. Này phải tháo nhấc hết ra mới biết được. Không này mình không nhìn được đâu. Cái đấy lên cầu phải tháo cả cái nhựa ra. Đó. May ra mới nhìn được. Hoặc là tháo cái nhựa bên trên này này. Nó tháo phải nhấc hết ra mới biết được. Nhìn này. Nó là cái tấm xong giờ là nó nhấc theo đúng cái vị trí nó ra xong nó lại bơm keo vào này. Không, cắt cái phần đít bên trên, thế vậy ở trên mình sẽ phải kiểm tra lại. Đây anh. Bây giờ là cần phải đánh giá như này nhá, anh em nhá. Thì khi anh em nhìn ấy, thì toàn bộ phần này là cái phần sơn lại cộng với toàn bộ khoang ở đây là sơn lại. Đấy, vào hẳn sâu trong kia này là sơn lại. Mở ra một cái thì em đã thấy rằng cái mép này là cái này nó rất là cũ. Đấy, cái này thì lại toàn là sơn lại, vớp mép sơn nó phủ lên đây. Mấy cái này bị bóc ra hết. Là sơn bóc ra để sơn lại xong dí vào đấy thôi. Đấy. Và đinh bấm thì toàn bộ phần đuôi, kính này thì bị xem nhau phải thay không? Không nhìn thấy mã kính luôn. Kính là bao nhiêu đây? Anh nhìn đây, em nhìn đây. Anh nhìn thấy này, cuối. À không có mã. Không có mã đâu. Kính này không có mã. Hiện tại thì toàn bộ phần đinh bấm. Đấy, như em nhận thấy là toàn bộ đinh ở đây là đinh giả. Đinh giả, chỗ này giả, chỗ này giả. Đây, chỗ này giả. Đinh bấm của nhà máy không bao giờ như này. Đấy. Thì bây giờ cái vấn đề ở cái chỗ là nó làm kín quá và kỹ quá, mình không tìm ra được cái vị trí. Nó cắt đi thôi. Nó cắt thì nó cắt rất là dị, nó cắt ở một cái mép nào đấy. Đấy. Hơi bị khó đấy nha, này mà thợ thuyền cái thứ mà không nhìn ra thì đúng là đây là phần toàn bộ phần mép này cũng đã sơn lại này. Tức là con này nhấc hết ra để là sơn lại rồi. Đấy, đây sơn lại hết rồi. Giỏi thật. Em xem qua khoang máy cho anh. Phần đầu kính nữa thứ nào. Kính lái thì vẫn còn đúng không? Xem phần đầu nó có bị tí gì không? Phần này là cái phần mà phun phủ gầm này. Khi mà cắt làm ấy thì cái phun phủ gầm này là mục đích để che mắt này. Chứ phun gì vào đây mà trong khi đó dưới phần đít thì không phun. Từ phía chỗ này trở lại là không phun. Từ chỗ này trở lại đây là không phun ở dưới gầm. Quỳ xuống. Đấy, mấy cái ốc cao su này nó bóc ra rồi này. Ở đây có một cái vết như này, anh em nhìn cái vết này không? Đấy, vết nó hơi khác một tí này. Đấy, để em để điện thoại này chỉ cho anh em xem. Đấy, từ đây đến đây nhé, đến đây chỗ này nó hơi khác một tí này. Đấy. Nó sâu vào trong này. Chỉ để đến một cái vết này. Con này là kiểu như là không cắt hẳn mà nó sẽ là nhấc từng tấm, từng chỗ nối ra, sau đó là lại nối lại. Thế rồi chứ nị. Đầu có bị sao không? Phần cửa tháo hết ra này. Đấy, phần cửa này tháo hết ra này. Đấy, tháo hết tầm tháp ly này ra này. Đây. À, ốc này cũng tháo rồi này. Ốc này tháo gom lại này. Đây. Đấy, anh em nhìn thấy không? Ốc tháo gom lại. Chưa bao giờ đi xem con xe nào nó vất vả như con xe này luôn. Đấy. Đây, phủ mất công phủ gầm mà khoang trước, đằng trước không phủ này. Đây, đằng trước là zin nhá.
đằng trước không phủ tí nào này. Đấy, nhưng mà đằng sau nhìn này, đằng sau này, đấy, thấy chưa các bác nhìn không? Đằng sau là phủ này, phủ để che có gì đâu. Đấy, toàn bộ phần đít này nhấc ra làm rồi. Đấy, bên này cũng vậy, phủ che này, cái ống này còn làm lại quấn bằng cái gì, bằng dây thít đây này. Đấy, nó phải nhấc ra xong khi mà bóc ra là nó bị tở ra, lấy dây thít quấn vào này. Không thấy cả logo cabo. Cái này gom rồi. Ốc này gom rồi. Logo cabo không có, em lật cả trong nhà không thấy logo đâu. Chỉ thì có vẻ mềm mềm, vẫn có vẻ êm. Nhìn như này không biết được cái này thật. Máy móc của sao? Máy móc thì có vẻ zin. Máy móc là cũng chưa tháo thật. Nó chỉ bị phần đuôi thôi. Đúng rồi. Đầu không bị đúng không? Đầu không bị rồi. Wow, hơi bị sót ruột vô lăng. Cái này sơn này, cái này sơn lại. Đấy, cần số này nó mòn bóng này rồi mà. Đang tắt đi rồi, đang bật cái đèn. Chân phanh mòn một bên rồi. Con này không ở cái mức 3,7 à? Lấy đâu ra 3,7? Thì anh em nhìn cái đồng hồ, nhìn cái đồng hồ nó còn kiểu như là đốm ấy, thấy không? Đấy, nhìn cái đồng hồ này đã thấy không được mấy rồi. Xe à? Vâng, chào anh em. Đã chốt được đâu mà bao tiền. Bên này thì ốc không bị tháo, ốc bên kia bị tháo toàn bộ. Xe à? Húng ơi, em đóng các gioăng này vào cho anh. Đóng răng bên này, răng hai răng là răng trước, cái đóng lại đi. Để anh gọi ông gọi trung chủ ra nói chuyện này. Cái này mới mua mà. Vâng. Bác tên gì nhỉ? Chủ. Bác ơi. Cái này là đúng ra là nó phải nguyên bản, nó dán chặt trong nhà sản xuất ấy, nó không cái được như này. Bởi vì nó cắt, nó làm mới hết rồi, nó cắt ra rồi. Nó vứt đi rồi. Và cái này nó chỉ đặt đấy thôi. Bên này cũng thế nhá. Kia anh nhìn này. Rồi. Đấy, bên này cũng thế nhá. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là toàn bộ cái này là anh nhìn thấy là sơn mới nhá. Sơn là sơn mới hết. Đấy, những con ốc chính là tháo ra hết, anh nhìn con ốc đen góc kia nhá. Đấy là tháo rồi nhá. Đấy. Ốc bên kia thế nhá. Đấy. Rồi nữa, đây, em cho anh xem cái này. Cái này mới là cái rất quan trọng. Đây. Cái đinh này là đinh giả nhá. Đinh bấm này, đinh bấm nhà sản xuất chứ không bao giờ có một bên sâu bên này sâu trong hai bên này nông. Đấy, anh nhìn này. Đấy. Xong em sẽ cho anh cái xem cái đinh xịn này, đinh này. Anh nhìn thấy không? Đây, đinh bấm nào nhà sản xuất được, có bấm được bấm méo này, bấm được bấm méo. Dọc từ trên này xuống nhá. Đây, đây cái đinh zin của nó đây, anh xem. Đây, đây, anh nhìn cái đinh zin của nó này, nó rất là đều, nó dập một phát thôi. Đấy, đây. Rất là đều, nó không có bên lọ hai bên nó bị sâu vào. Đấy, và nó phải tròn. Đấy. Con này của anh thì anh cứ để đấy xong em phải lắp vào. Toàn bộ phần bên này như em nhận định nhá, anh nhá. Anh ạ. Toàn bộ phần bên này là phần nó nhấc coi như là vứt hết đi rồi, và đây là phần mới. Kính này là kính thay. Đấy, kính này là kính thay rồi. Anh nhìn vào bên trong anh sẽ thấy lớp keo, nó cho cả silicone vào đây. Đây, anh có thể nhìn qua đây này. Đây, anh em chỉ cho. Đây, anh nhìn qua đây, anh vạch chỗ này ra anh nhìn thấy luôn là cái trục kính này. Đấy nhá. Đấy. Thế còn phải nói là còn rất là nhiều thứ để mà mình nhận định được, đặc biệt là phía dưới này. Anh ngó dưới này, anh có ngó mặt của anh dưới này. Đây. Cái đoạn han này này. Đoạn han này này. Đây này. Cái đoạn đấy là một đoạn bị đâm xong nó rúm vào. Nó rúm vào nó thay xong nó mới gõ ra. Đấy, xong bây giờ là toàn bộ ở phần sau này thì nó phủ gầm. Nhưng đằng trước thì nó không phủ, bởi vì nó phủ để nó che lại những cái nó mới. Anh có nhìn thấy cái xe của anh nó bị phủ gầm không? Thì tưởng nó phủ mới. Không phải, như đằng trước không phủ.
Từ mới nó phủ thôi đang, chứ còn... Đằng trước không phủ. Nó phủ với phủ cả chứ, phủ một tí như thế. Ngay cả đơn giản như khoang lốp này. Khoang lốp này phủ. Nhưng khoang lốp đằng trước không phủ. Đúng rồi. Đấy. Thì hồi mua thì nó bảo nó tưởng nó không. Nó phủ thì mình bảo nó phủ thì phủ nữa. Nó bịt. À nó làm thế để nó che toàn bộ cái phần đằng sau này. Con này. Rồi. Câu chuyện nghe thủ rồi. Đấy thì em đấy là những cái mà em có thể chỉ được cho anh em. Hùng ơi, em đặt cái tấm này. Đấy. Một cái xe mới tinh thì những cái này gần như chưa bao giờ phải động đến, mà con xe này mới chạy có bao nhiêu nhỉ? 3 vạn mấy đúng không? 3 vạn 7. 3 vạn 7. Em lắp lại những cái ấy cho anh. Lúc anh mua anh có check hãng không? Không, check cái gì? Nếu mà check hãng làm trong hãng thì có thể nó sẽ lòi ra. Thế còn nếu mà không thì check ra thì nó đăng ký là được 18 tháng. Cái người chủ cũ thì theo cái đăng kiểm thì 18 tháng thì mình bảo thôi thì nó còn cái chuyện chạy ở phía trên ấy thì lốp láp với cả ba cái chuyện thôi. Cái lốp chạy nhau nhiều chạy nhiều chạy ít thì là em không chia sẻ. Đấy. Thế còn con này thì phần đầu ngon. Không vấn đề gì. Đúng rồi. Đấy. Phần nội thất thì chạy ở cái tầm cũng được. Vâng. Cái vâng. Cái phần nội thất thất ấy thì chạy ở cái tầm khoảng nếu mà nhìn chân chân phanh ấy thì em áng rằng nó tầm khoảng trên chục vạn một chút thôi, không nhiều. Nhưng như thế thì với con xe nó bình thường thôi. Cũng không đến đâu. Không, em khẳng định với anh là đến. Đấy. Thì tôi nó để 3 vạn mấy thì tôi cũng chẳng tin cái chuyện 3 vạn mấy đâu. Vâng. Nhưng mà mình cũng xác định là tầm 5 đến 7 vạn thì 7 vạn thì cứ cầm chắc. Bởi vì là ba vạn mấy thì cái lốp này là lốp này anh không thay đúng không? Thì một con xe vâng đã chạy một đời lốp nó đã 7-8 vạn rồi. Ừ. Đấy, một đời lốp. Thế còn trong cái chuyện lốp thì mình cũng phải xác định là như thế. Vâng, đấy. Thì sau đó là về bác chạy nữa thì chắc chắn em dự đoán theo kinh nghiệm cá nhân thôi là nó trên chục vạn, nhưng nó nhiều cũng không phải là quá nhiều, ví dụ như 15 20 vạn hay 30 vạn không có. Đấy. Thế nhưng mà còn anh mới chạy mấy nghìn tại vì công vâng, việc nó thế đấy. Này. Ông già ông ấy thích mua thì đi chở chơi thì giờ thì nói thật đấy có hai vợ chồng đi đâu đâu. Vâng. Đây nó bụi thế. Đấy. Thì xem cái kênh của chú cũng thấy hay hay thì anh gọi chú. Vâng. Không có gì cả. Vâng. Chứ còn bọn tại sao không gọi nó thì là cái chuyện đấy. Thôi cái đấy thì thôi không chia sẻ nữa, nhưng mà con này bị nặng quá rồi và thực sự là bọn em không lấy được. Vâng. Không sao cả. Đấy thì đằng nào em cũng vừa đưa bố mẹ em về Yên mà. Đúng rồi. Giờ em vòng lên. Vâng, em đưa bố mẹ về Yên. Nhưng mà thực sự mà trước mà anh mua con như này thì thực sự là anh không có người xem hộ. Anh không có người xem hộ, không có thợ cho nên nó xem hộ. Con này nó làm rất tinh vi nhá, nó không như những con xe đời cổ là nó cắt cụt ra xong nó nối vào. Con này là nó vẫn nguyên như thế và nó chỉ có nhấc những cái gì nó hàn đính hàn nối vào và nó đặt ra đây một cái mới. Đấy, ví dụ như cái phần khung của nó mà không bị ảnh hưởng gì là nó sẽ nhấc cái tấm mà liên quan đến khung ra, nó đặt nguyên một tấm mới vào và nó hàn đính lại. Đấy. Và khi lúc nào anh đưa lên cầu anh sẽ nhìn rõ là từ cái thanh mà nối từ khung bên kia sang khung bên này này, từ đấy trở lên nó khác và từ đấy trở xuống nó khác. Đấy. Thậm chí cái lớp keo của nó cũng khác luôn, một cái sáng choang và một cái thì rất là cũ. Đấy. Thì anh thấy như thế là anh sẽ biết. Phí hơi phí. Vòng nước. Vâng. Giao dịch được với bác thì hy vọng rằng là sau này bác có mua hay là ấy thì ủng hộ bọn em. Vâng. lại lùi vào. Kính này nó vẫn là để đết kính là bao nhiêu đấy? Không có đết. Kính này kính thay. Kính thay nó không có đết. Cả bốn kính đều không đết. Đây, khả năng là dính cả lên kính này. Kính lái còn đúng không? Kính lái thì vẫn còn. Kính đấy không đết, cái bốn cái kính này đều không đết, là bốn cái kính này chắc đi rồi. Vâng. Kính này thay không có đết. Nhìn ở bên trong mới biết nhá, nhìn ngoài không biết đâu. Anh nhìn trong, nhìn lột xong nó bôi cả keo silicone trong luôn ấy, không phải silicone đấy đâu, silicone đen và silicone trong. Ok, đi thôi. Thôi đi về các bạn. Đấy. Hôm nay thì lần đầu tiên đi xem một con xe mà nó
Lần trước có một lần em đi vào miền Nam, có một con xe nó cũng bị như thế, nhưng mà nó còn không thay lại toàn bộ phần đấy. Đấy. Thế nhưng mà đây là một người, đây là thợ nó làm gần như là nó thay gần như là mới hết, những cái tấm tôn, tấm tiếc các thứ là thay mới hết luôn. Toàn bộ cái phần gần như là từ cột B trở xuôi. Đấy là gần như là thay mới. Thế tuy nhiên thì để mà xác định được thì phải bóc toàn bộ ra, bóc hết toàn bộ trần những cái thứ ra thì sẽ phát hiện ra được. Nhưng mà cái này thì không bóc được, bóc ra của khách thì khách chửi cho toi. Thế thành ra là em không bóc được. Và khi mà em nhận định thấy rằng là con này toàn bộ phần đít cắt cụt đi, thay rồi, thì em quyết định là không mua con này nữa. Và phải nói rằng là con này thì em đoán, dự đoán thôi là thợ là dọn ở trong hãng, còn ở ngoài hay không thì em đang không rõ. Đấy, nó báo rẽ trái nào. Đấy. Thì em chốt lại là, và cái này là phần lớn là hãng làm thôi. Nó làm theo cái kiểu như thế này. Cái phần khung nào nó còn được ấy, còn được ấy thì là nó để lại. Và những cái tấm nào mà nó rúm gió các thứ ấy thì nó tách ra. Đấy, toàn bộ là nó hàn bằng đinh bấm hoặc bằng ốc hết mà. Thế là nó tách ra và nó đặt một cái miếng mới theo nhà sản xuất, đặt vào đấy và tiếp tục đính lại. Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy là cái hiện tượng nhăn nhúm các thứ của nó. Thế tuy nhiên là nó phải sơn lại. Các bác phải hiểu một điều là nó sơn lại. Khi xem một phần cốp xe mà con xe lướt đời cao ấy mà tự nhiên phải sơn lại như vậy ấy, thì các bác phải đặt một dấu hỏi rất là lớn, tại sao ông phải sơn lại cái cốp này. Đấy, cộng với là cái này nó bị lộ ra thêm một cái nữa là phủ gầm thì lại có đoạn phủ đoạn không ở đằng đuôi ấy. Đấy, cộng với một cái nữa là hai khoang lốp đằng sau thì phủ, đấy, thì phun phủ gầm, như hai khoang lốp đằng trước thì không. Đấy, nó rất nhiều những thứ liên quan. Đấy, và sau cái đó là các bác kiểm tra đinh bấm. Thì cái đinh bấm đấy của nó không phải đinh bấm của nhà sản xuất. Đinh bấm của nhà sản xuất nó rất là tròn, ấn một phát là nó tròn, nó đính gọi là, nó gọi là đinh bấm, hay là cái gã nó hàn, nó là mối hàn chập. Đấy, khi mà nó bóp hai cái đấy vào nhau, nó bấm vào nhau một phát, xong rồi nó dùng nguồn điện nó đấu vào là hai cái miếng tôn đấy nó mới chảy nóng, chảy ra và nó dính vào nhau, thì đấy là hàn bấm. Thế còn cái đinh bấm mà các bác xem ấy thì đấy không phải là đinh bấm, mà chỉ là cái gì đó nó bóp vào thôi. Và khi nó bóp vào như vậy thì sẽ nó bị lõm không đều. Một bên thì lõm hẳn, một bên, hai bên đối diện nhau thì lõm, còn bên kia thì vẫn còn nguyên. Thì không cái đinh bấm nào của nhà sản xuất như thế cả. Các bác hình dung một cái lỗ này nhá. Đấy, mà hình dung một cái lỗ cái đinh bấm nó như thế nhá. Thế nhưng mà một bên đường tròn ấy thì nó lại sâu xuống. Một bên đường tròn đối diện sâu xuống, nhưng hai cái bên đối diện còn lại thì lại vẫn còn cao bằng nhau. Thì đấy không phải là đinh bấm của nhà sản xuất. Nhà sản xuất nó đinh bấm một phát nó xuống đều phát vào đấy dính chặt vào nhau. Đấy. Và toàn bộ cái phía cửa sau, cái miếng cửa sau là dính và đã bị bấm lại hết rồi. Thì em không chính xác được là nó từ đoạn nào, thế nhưng mà chắc chắn được rằng là từ trụ B trở lại là đã bị thay toàn bộ phía đằng sau. Đấy, con này thì về cơ bản ở phần đầu lại gần như không vấn đề gì, máy móc các thứ là zin. Cái con này thì em nghĩ rằng là nó bị một cái gì đấy toang vào phần đít, giống như kiểu là xe nào đó nó hút rụp một phát vào phần đít ấy, tiến lên trên. Đấy, phần gầm bên dưới thì có thể không ảnh hưởng nhiều, nhưng toàn bộ phần bên trên là dính rồi. Đấy là theo cái dự đoán, nhiều bác thấy ví dụ như một cái xe nào đang đi ở trên đường này tự nhiên phanh gấp vào cái xe tải sau nó phi phát vào đít ấy. Đấy, thì con này nó đang bị cái tình trạng như thế, nhưng mà đầu tất cả mọi thứ thì nó đều là còn ok. Đấy, đi xem một con xe, nếu như các bác mở xe ra một cái mà thấy nó đẹp quá, nó ngon quá thì nói thật các bác là cần phải kiểm tra. Đấy, nhiều khi nó hơi bẩn một tí thì nó lại là ok. Bẩn theo cách là bẩn theo thời gian ấy. Đấy, con này em lật cốp ra phát nó trắng tinh. Mình lật cốp mình bảo thế chứ con này phải xem lại rồi, sao lại mới này nhỉ? Đấy, đời 2021 giờ mấy năm mà sao lại mới này nhỉ? Thì khi ra xem lại thì thấy được một lớp sơn trắng nó lem lem lên một cái lớp dán ở trên đó. Cái lớp dán đấy thì em nói thật với các bác là cái nhiều bác chắc chắn là sẽ hỏi rằng là cái lớp dán đấy thì khi mà nó sơn như vậy là cái phần đáy đấy nó vẫn còn, đúng không? Nhiều bác sẽ bảo thế. Thì cái phần đáy nó vẫn còn, đúng, em dự đoán được là cái phần tôn của phần đáy ấy, là nó vẫn còn, dự đoán là như thế. Thế chính vì nó còn mà cái miếng mút xốp mà để cho những cái gì đó để lên trên ấy, nó không bị chạm vào tôn ở bên dưới ấy. Đấy, nó không bị kêu bành bành ấy, và cái nốt mút đấy nó còn nguyên. Và nếu như mà cái đấy mà không còn ấy thì nó sẽ sơn mới và nó dán mới, đúng không? Thế nhưng con này cái đấy vẫn còn, thì cái phần bên dưới vẫn còn, và toàn bộ phần bên trên là tháo thay và bỏ đi. Đấy, thì ở đây là cái mà cần phải chia sẻ với các bác. Tuy không khẳng định được 100% là nó bị làm sao hay là nó chốt lại nó như thế nào, muốn biết được thì các bác cần phải tháo tung hết toàn bộ nó ra, nhấc hết toàn bộ phần trần ra, nhấc hết toàn bộ ghế ra và tháo toàn bộ cốp với cái thứ ra thì em sẽ chỉ được cho các bác luôn. Nhưng ở đây là cái xe của người ta đang bán, xe của người ta đang dùng,
mình đến mình xem, mình bóc những cái rong cao su thôi. Nhiều người bóc rong cao su thôi, mặt họ đã xị ra rồi. Đấy, thế nhưng mà bọn em phải bóc cái rong cao su đấy ra và nhận định thôi. Thì con này là nhận định là nó sẽ bị ở phần trên ấy. Nó bị ở phần trên, đấy, rụp phát ở phía phần trên. Và cái phần cốp các thứ ở bên dưới nó vẫn còn nguyên, vẫn có cái chỗ phần nó bị méo mủng các thứ, có thể là va bên trái bên phải. Như cái phần ở dưới gầm ấy là bị làm lại. Một con xe 2021 không bao giờ nó bị như vậy. Nó bị kiểu như là cong cong, gò gò trong lấy búa gõ gõ xong giờ nó han dỉ ra đâu. Cái điều đấy đều không có. Đấy. Và cái đấy, cái phần đấy là cái phần bị và người ta không thay cái đoạn đó. Thì con này nếu trường hợp nó bị phần trên và va ở phía bên trái, phía bên phải lại không bị mấy nhá. Phía bên phải phần hông ấy lại không bị mấy. Ở phía bên trái là sẽ bị, nó bị thiên về phía bên trái nhiều hơn và nặng hơn về phía bên trái. Đấy. Chính vì vậy mà cái đinh bấm ở phía bên trái nó lan sang cái cột B của nó nhiều hơn. Đấy. Thế cho nên là đây là hoàn toàn nó là dự đoán và nó bị ở phần trên của cái xe và cái phần khung bên dưới thì em nghĩ rằng là nó vẫn còn gọi là không bị ảnh hưởng nhiều. Đã bị toang thì kiểu gì cũng ảnh hưởng đến chất lượng, độ méo của tất cả mọi thứ của khung, nhưng mà riêng cái con này thì phần khung bên dưới nó không bị nhiều, nhưng phần đít ở bên trên là chắc chắn với các bác luôn là đã bị bốc đi xây cho một cái khác vào rồi. Đấy. Đi mua xe thì nói thật với các bác là con này em trả cho các bác, cho bác ấy tận 3233. Thì bác bảo là chốt lại trả 3233, ban đầu bác đòi cao hơn một chút. Thế nhưng mà xuống đến nơi thì con này thực sự là em không mua được. Đấy. Và trường hợp nếu mà vẫn mua được những cái giá của nó là bao nhiêu? Đấy. Thế theo cậu thì con đấy tầm bao nhiêu mua được? Con đấy mua chắc thì tầm 2,5. Đấy. Con đấy như em mua thì em chỉ mua tầm 2,5. Cái thứ nhất là như này. Tại sao em vẫn mua được những cái xe kiểu như thế? Bởi vì cái gì nó cũng có giá trị của nó. Đấy. À, một đống sắt vụn thì cũng có giá sắt vụn đấy, một cái que củi nó cũng có cái giá của nó. Thế thì cái này cũng thế, bình thường đang xe ok đang mua tầm khoảng 3,2, 3,3 đấy, thì cái xe bị như vậy thì bọn em chỉ mua tầm 2,5 và bán ra tầm 2,6. Bởi vì sao? Thứ nhất là toàn bộ phần nửa 50% ở phía bên trên nó vẫn còn ok, nó vẫn còn ok, không vấn đề gì hết, động cơ máy móc các thứ là vẫn còn ok, kính chỉ có kính bên kính cửa là bị thay thôi. Đấy, thế nhưng mà nói thật với các bác thì mua những con như này thì phải gặp những cái người nào đó, anh em nào đó mà không quan tâm đến cái việc va chạm, chỉ quan tâm đến cái xe. Đấy, giống như em thế thôi, thực ra cái va chạm em không quan tâm lắm, miễn là ông chủ xe hoặc là hành khách không ngỏ mà trên đấy thôi. Đấy, còn đâu là em vô tư luôn, em mua được hết, vấn đề là mua với cái giá là bao nhiêu thôi. Đấy các bạn. Rồi, hôm nay thì lại là một ngày mà em đi xem xe và các bác sẽ thấy được rằng là cái video này em xem rất là kỹ và rất là lâu. Có thể đến 3-40 phút là xem những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt. Tại sao có những, các bác rất là câu hỏi là tại sao có những cái xe mà em xem rất nhanh, phải nói là rất nhanh, là bởi vì có xe chỉ 5 phút thôi, nhưng tại sao có con xe em xem đến tận 30 phút? Thì các bác sẽ hiểu một cái vấn đề đó là như thế. Đấy, nhiều bác đợt trước thì có nhiều bác lại bảo là ông Cường xem xe nó hời hợt. Cũng có thể, bởi vì là em xem đầu tiên thì các bác sẽ thấy được rằng là em sẽ gặp bác chủ và hỏi rõ nguồn gốc như nào. Sau đấy là ví dụ như người đi cùng em Mịch hay là em Hùng em sẽ xem trước, sau đấy là em sẽ xem. Và em chỉ xem qua những cái chính mà thấy không vấn đề gì thì thôi. Và nếu như bất kỳ có một cái vấn đề gì đó thì em sẽ tập trung em xem rất là kỹ. Đấy, các bác để ý là có những con xe em xem 40 phút. Ví dụ như con xe em xem ở mãi tận Quảng Bình, con xe K3 2015 màu đen. Đấy, 1.6 thì con này em cũng xem đâu đó cũng, nếu mà tính tổng thời gian nó cũng phải đâu đó tầm 30 phút mà chỉ xem mỗi phần đít thôi. Đấy, phần đầu thậm chí là mãi sau này em ra em xem tí. Đấy. Rồi ok nhá. Em xin phép kết thúc cái vlog đi xem và mua xe mua một con Accent lỗi tại Hà Nam. Bác này thì bác ấy cũng mua lại thôi, mua lại của một showroom. Em xin phép là không nói rõ cái showroom đấy ở đâu ra, ở đâu. Mà em chỉ biết được rằng là bác ấy mua ở Thái Nguyên thôi. Đấy, bác ấy mua ở Thái Nguyên bọn em, và Thái Nguyên bọn em vẫn có những người bán những con xe như thế. Thì hơi buồn, em cũng ở Thái Nguyên đây. Đấy, thì hơi buồn một chút, nhưng mà thôi không sao cả. Đấy, thợ thì có thợ nọ thợ kia, thì em cũng không dám nói ra cái showroom này. Thực chất ấy, trên video là bác ấy có nói rõ rồi, bác có nói rõ là tao mua ở đâu rồi, nhưng mà xin phép các bác là em cắt cái đoạn này đi, em không để. Đấy, các bác thông cảm. Giờ đi đến đâu rồi đây? Bây giờ đến cầu Hưng Hà để chuẩn bị sang Hưng Yên. Đấy, và bây giờ bọn em đi về nhà nó đâu đó khoảng tầm 2,5 tiếng nữa nhỉ. Tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi nữa em mới về đến nhà. Và bây giờ đã là 5:30 rồi. Đấy. Rồi ok. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những cái vlog lần sau của em Cường nhá. Đấy, tưởng mua được con cho anh em về chạy dịch vụ ngon ngon đời cao, hóa ra là tốn tiền xăng. Ok, bye bye. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.